Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Thưa quý vị, theo Daily Mail, ông Lai Xiaoming, cựu chủ tịch công ty quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc, bị phát hiện cất giấu hàng núi tiền ở nhà riêng tại Bắc Kinh. Vào ngày 5 tháng 1, cựu bí thư đảng ủy Lai Xiaoming đã bị tòa án thiên tân tuyên tử hình vì tội danh nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 277 triệu đô la Mỹ từ năm 2008 đến 2018. Theo Tân Hoa Xã, khi đương chức, ông Lai đã lợi dụng chức vụ để hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, thăng chức, hợp đồng dự án, hoạt động kinh doanh. Vào tháng 1 năm ngoái, trong phóng sự do kênh truyền hình CCTV thực hiện tại nhà riêng của ông Lai ở Bắc Kinh, hình ảnh về những cọc tiền được chất đầy như núi trong các két sắt và tủ đã được công bố. Theo đó, các nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện khoảng 3 tấn tiền mặt trị giá 270 triệu nhân dân tệ, tương đương với 35 triệu đô la Mỹ tại căn nhà riêng của ông Lai. Ngoài tiền mặt, cựu quan chức này cũng nhận quà là nhiều bất động sản, xe sang, vàng, đồng hồ xịn và các tác phẩm nghệ thuật. Ông Lai thậm chí còn bị cáo buộc biển thủ 3,8 triệu đô la Mỹ từ công quỹ từ năm 2009 đến 2018. Tòa án Trung Quốc cho biết đây là vụ tham nhũng cực kỳ lớn và đặc biệt nghiêm trọng trong những năm qua và là đại án tham nhũng của đất nước. Ngoài ra, ông Lai còn bị kết án tội vi phạm luật hôn nhân khi có những mối quan hệ ngoài luồng trong thời gian dài và có con riêng ngoài giả thù. Theo Kai xin cựu quan chức này sở hữu hơn 100 bất động sản, quen biết hơn 100 nhân vật cấp cao và có mối quan hệ với hơn 100 nhân tình. Trong đó có những tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc và nhiều nhân viên làm việc tại Hua Bản án tử hình của cựu quan chức này là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất đối với tội phạm kinh tế tại Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây. Ngoài án tử hình, ông này cũng bị tịch thu mọi tài sản cá nhân. Dù ông Lai thú nhận không dám tiêu một xu tiền tham ô và chỉ giữ nguyên số tiền trong nhà, nhưng phán quyết của tòa cho rằng ông Lai vô pháp và tham lam đến cùng cực và phải bị pháp luật nghiêm trị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của TCT. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.